Ngày hôm nay, lễ ra quân huấn luyện năm 2018 đã đồng loạt diễn ra tại các quân binh chủng và quân khu trên cả. Cùng với hàng trăm nghìn quân nhân trên cả nước, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Năm 2018, toàn quân chủng Hải quân sẽ tập trung vào huấn luyện theo phương châm cơ bản thiết vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy huấn luyện an toàn và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, lấy cái nhiệm vụ mà đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và xây dựng quân chủng Hải quân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại làm mục tiêu để huấn luyện. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, quân chủng Hải quân được xác định tiến thẳng lên hiện đại. Bên cạnh những đơn vị truyền thống, nhiều đơn vị mới như tên lửa bờ, không quân hải quân hay tàu ngầm đã được thành lập. Chỉ trong thời gian ngắn, trang thiết bị vũ khí phức tạp đã được làm chủ và đưa vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hiệu quả. Vì chúng ta khai thác sử dụng vũ khí công nghệ cao cho nên là buộc phải huấn luyện quân năm 100% thời gian dành cho huấn luyện để làm sao là thủy thủ luôn luôn làm quen với môi trường và điều kiện công tác dưới tàu cũng như làm quen với cái khai thác sử dụng vũ trang bị thuật, tránh trường hợp chúng ta quên rồi làm tắt làm mẩu nó sẽ hỏng hóc, nó sẽ gây ra. Không chỉ ở những đơn vị như không quân hay tàu ngầm, tinh thần huấn luyện với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc đã được triển khai trong toàn quân. Đó cũng là điều kiện cơ bản để quân đội luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.